山间无花的白雪，大风刮过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见面言不舍下一身休闲，换我一世周全，明明生死都看淡，却为你心慌意乱。原来风月有变，我每个等待的终点，并无尽头山岳，千万里春光未停歇。Tinh Hà Trường Minh Tập 2. Ngài không sao sao? Một chén ly hồn thảo khiến con người hôn mê canh giờ, vốn không có tác dụng gì với bổn tướng quân, chứ đừng nói đến lừa gạt bệ hạ của đại triều ta. Cô mau thay Thất Hải thị chuẩn bị của hồi môn đi. Có phải cô thất vọng lắm đúng không? Nếu cô muốn đến đại triều như thế, vậy thì cùng Thất Hải thị đi. Với hiểu biết của bổn tướng quân về bệ hạ, chắc bệ hạ sẽ có hứng thú với cô hơn. Ta thăng quan tiến chức phải dựa vào cô đó. Diệp Tử, ai nhỉ? Người không muốn gả đi, ta có cách. Cách gì? Ta đưa người đi, rời khỏi Giả Bắc. Ta đã chọn được đường. Chúng ta chỉ cần vượt qua núi tuyết rồi vào rừng rậm. Có là quan thượng đại triều cũng không dễ dàng tìm được chúng ta. Diệp Tử à, chỉ có tỷ là luôn nghĩ cho ta. Nhưng Diệp Tử, nếu ta đi rồi, cha phải làm sao đi? Giả Bắc phải làm sao đi? A Nhị, ta biết bây giờ người vẫn lo cho Giả Bắc, nhưng người nghĩ xem, và tất cả mọi người ở Giả Bắc đều muốn hy sinh người để đổi lấy thời cơ chiến đấu. Bỏ đi là cách duy nhất của người. Được, chúng ta đi. Vậy đi, chúng ta không còn thời gian lo tiền lộ phí nữa. Trong lực của ta còn một ít, ta quay về lấy trước. Người tranh thủ đi, đi về hướng núi tuyết. Đừng sợ, ta sẽ đuổi theo người. Được rồi, vậy tỷ cẩn thận. Yên tâm đi, chúng ta chia ra hành động. Được. Diệp Lan Sương, đồ sao chổi, ngươi định đi đâu? Tiện nhân xui xẻo này vẫn luôn mang tai họa đến cho Giả Bắc. Giờ cô ta còn giết Tuyết Lan Dương. Chỉ có hiến tế cô ta cho Dông Đinh Thần Sói mới có thể dẹp yên cơn giận của thần linh. Mà giết đi, giết cô ta đi, giết đi. Lâu vậy rồi sao Diệp Tử còn chưa tới? Giết cô ta đi. Sao hả? Không dám đi tìm Tạ Vũ An trả thù. Giết ta để thể hiện các ngươi không sợ đại triều có phải không?
Gã đã bị Tạ Vũ An chém mất rồi sao? Trên người đặt sao chổi này dính đầy máu của thần sói. Cô ta sẽ mang quả đổ máu đến cho chúng ta. Thiêu chết cô ta đi. Thiêu chết đi. Thiêu đi. Thiêu chết cô ta đi. Thiêu chết cô ta đi. Không thể để cô ta hại người nữa. Di tử. Di tử. Mau thiêu cô ta đi. Các người đang làm gì vậy? Thả Diệp Tử ra. Diệp công chúa. Ai nhỉ? Diệp Tử, lần này thiêu chết cô ta. Thất Hải Đại Dương đã gật đầu đồng ý. Tuyết Lan Dương vốn không phải là tỷ ấy giết mà. Các người không có mắt, không có trái tim sao? Nếu người bị Tuyết Lan Dương cắn là tỷ muội và con gái của các người, các người cũng sẽ thấy chết mà không cứu sao? Diệp công chúa à? Diệp công chúa, đứng im. Ai nhỉ? À, người làm gì vậy? Ai nhỉ? Muốn ta lấy quân thượng đại triều. Diệp Tử phải đi cùng ta. Diệp Tử mà chết, ta không sẽ chết cùng với tỷ ấy. Các người to gan thật. Chu Nha công chúa là ai hả? Cô ấy là quân hậu mà đại triều đã chọn. Không thể có chuyện gì được. Đại Dương tới rồi. Đến rồi, đến rồi. Đại Dương. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Con vốn tưởng trên đời này không có thứ gì con không có được. Vì yêu cầu con đưa ra cha đều sẽ đáp ứng. Con biết trước đây con có thể làm Thất Hải Nhị vô lo vô nghĩ là vì cha mẹ yêu chiều. Nhưng bây giờ con phải trở thành Chu Nhan công chúa của Dạ Bắc, giống như tỷ tỷ vậy. A Nhị. Cha. Con cầu xin cha, sau này con sẽ không bướng bỉnh nữa. Cha đồng ý với con. Thả Diệp Tử đi. Con cầu xin cha. Cầu xin cha. A Nhị, người mau đi đi. Cha. Cha. Đại Dương. Cha. Thả cô ta đi. Di Tử, vì sao người phải quay lại? Chúng ta đã nói cả đời sẽ không xa nhau. Diệp Tử, thấy chữ như thấy người. Ta đã quay về Dạ Bắc, vẫn ở chỗ cũ. Nếu chưa quên tình cảm trước đây, mong ngày mai được gặp. Diệp công tử lại đến Dạ Bắc ta, không biết có gì chỉ bảo. Đại Nguyên Cổ, lần này ta đến Dạ Bắc vẫn như 3 năm trước. Công tử vẫn đang tìm Tinh Lưu Thạch. 3 năm trước Đại Nguyên Cổ không cho ta biết tung tích của Tinh Lưu Thạch vì không muốn Dạ Bắc cuốn vào cuộc chiến giữa Vũ Nhân và Triều Hoàng. Bây giờ thiên hạ đã thuộc về Triều Hoàng. Dạ Bắc cát cứ một phương, chẳng lẽ định ngồi chờ chết sao? Vì công tử, thứ lỗi ta nói thẳng. Dù công tử tìm được Tinh Lưu Thạch thì đã xong. Vũ Nhân thành lũy mọc lên như rừng. Các thành chủ đều có mua đồ xấu xa, giờ lại chia năm xẻ bảy. Các người định lấy cái gì để chống lại đại triều? Bây giờ 7 bộ tộc Dạ Bắc cũng có mua đồ riêng đó thôi. Nếu tìm được Tinh Lưu Thạch, phục hồi Quỳnh Qua Thương, Vũ Nhân tự nhiên sẽ tôn ta làm chủ, dựng cờ khởi nghĩa. Chuyện này đối với Dạ Bắc bây giờ cũng đâu phải là chuyện xấu. Tinh Lưu Thạch,
Đó là thần vật trước khi chân sư Quy Ẩn để lại nhân gian. Vật công tử, đời này ta chưa từng rời khỏi Dạ Bắc. Ta lại Dạ Bắc chưa từng tìm thấy tung tích của Tinh Lưu Thạch. Vật công tử cứ tự nhiên. Này là trưởng nữ của đại dương Dạ Bắc, thất hại chấn vũ, trưởng công chúa của Dạ Bắc. Những chuyện này nàng không định nói với ta sao? Ta vốn định thú nhận với chàng trước khi rời khỏi Thiên Khải, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện ở đây. Cũng như ta chưa bao giờ nghĩ trước Chư Anh vẫn còn một từ giới. Nơi này là Khổ Nguyên Hải, nơi chôn cất mẹ ta. Ta là trưởng nữ của cha, vốn mang trọng trách củng cố liên minh bảy bộ. Người đi quả thân lần này vốn phải là ta. Vì sao lại là A Nhị? Chàng không nên cho ta một lời giải thích sao? Đây là quyết định của bệ hạ. Người đã biết quá khứ của chúng ta. Quá ra A Nhị gả đi xa do tư tình của chúng ta. Chuyện tới nước này, Thanh Hoành, chàng cứ xem như là chúng ta chưa từng quen biết. Cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết à? Nàng có thể quên được sao? Ta không thể. Nhưng dù ta không đến đại triều quả thân, ta cũng phải lấy dương tử của bảy bộ. Chúng ta vẫn không thể nào ở bên nhau được. Nàng cũng không muốn vậy phải không? Điều này không quan trọng. Thanh Hoành, chúng ta có thể trốn. Chúng ta có thể trốn đến nơi cách xa đại triều và Dạ Bắc. Chỉ cần ở bên nhau chúng ta có thể. Nơi cách xa đại triều và Dạ Bắc ở đâu hả? Chư Anh, ta biết chàng nguyện gì ta. Từ bỏ tất cả mọi thứ của chàng. Sao ta lại không thể chứ? Nhưng chúng ta không thể. Ta không thể bỏ cha mẹ. Chàng cũng có người thân không thể cắt đứt. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình. Chúng ta, chẳng lẽ chỉ có thể thế này thôi sao? Chỉ có thể thế này thôi. Mau sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau. Đại Nguyên Cổ, ngày mai Lăng Sương phải cùng A Nhị xuất giá, xin được từ biệt tại đây. Con có biết một khi vào hoàng cung đại triều, con sẽ không thể quay về được không? Con biết.
triều cung lại đầm rồng hang hổ. Thế nhưng A Nhị vẫn có ơn với con, là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tăm tối nhất của con. Con không thể để cô ấy một mình tới đó. Con không thể ngăn cản mọi người tặng cô ấy cho quân thượng đại triều. Con chỉ có thể sống chết đi theo thôi. Lăng Sương, viên đá hộ phách kia, sau khi sinh ra con vẫn luôn đeo trên người. Nó có thể xua giận rủi, phù hộ bình an. Con hứa với ta, vĩnh viễn đừng tháo nó xuống. Lăng Sương, cha có lỗi với con. Diệp tử, ta đến muộn rồi. Bây giờ muội đi cùng ta đi. Ta không thể đi, ta phải cùng A Nhị vào cung. Cô ấy đi hòa thân, còn muội đi làm gì? Ta đi với cô ấy. Đợi đến ngày cô ấy không chịu được nữa, ta sẽ đưa cô ấy đi. Cho dù cô ấy chết, ta cũng nguyện chết chung. Muội không thể sống vì người khác được. Vì sao lại không thể? A Nhị là người duy nhất đối xử thật lòng với ta ở Giả Bắc này. Ta nguyện một đời một kiếp ở bên cô ấy. Muội vẫn không hiểu sao cô ấy sẽ lấy quân thượng đại triều. Người bên cô ấy cả đời là phu quân của cô ấy. Bây giờ muội đi cùng với ta, để ta chăm sóc muội cả đời. Vật chưa ưa trên đời này đối với ta, A Nhị là người quan trọng nhất. Nếu thật sự có thể, ta chỉ muốn nhờ huynh đưa A Nhị đi. Chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc, ta chết cũng không hối tiếc. Oh.
Tạ tướng quân, A Nhị như là một đứa trẻ, rất bướng bỉnh. Trên đường đi và cả sau này, là phiền tạ tướng quân chăm sóc. Tạ mổ phụng thánh chỉ của bệ hạ, nhất định sẽ đưa Chu Nhan công chúa. Và tất cả mọi người về đến Thiên Khải an toàn. A Nhị, con không nên chọc giận cha mẹ. Con đều hiểu cả, con không trách cha mẹ. Con sẽ luôn ghi nhớ cha mẹ tốt với con. Con ở Dạ Bắc vui vẻ biết bao. Mẹ, mời Chu Nhan công chúa khởi hành. Mời Chu Nhan công chúa khởi hành. Mẹ, cha, cha mẹ bảo trọng. Con đi đây. Không biết Dực Dư Ưu rốt cuộc đến không? Diệp Tử, tí tìm cơ hội lén trốn đi. Đến đại triều rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta không cho phép người nói linh tinh nữa. Chúng ta đã nói rồi, cả đời không xa nhau. Có cần ta lấy nước cho các cô không? Ta còn tự với tính cách của cô, nhất định sẽ chủ động đến tìm ta. Tìm ngài làm gì? Tìm ta hỏi thăm sở thích của quân thượng đại triều. Làm vậy để khi Chu Nhan công chúa vào cung sẽ được sủng ái. Được sủng ái. Để quân thượng đại triều các ngài nhìn thêm mấy cái.
Ban thưởng thì mấy thứ nhà kho không chứa hết sao? Được sủng ái tất nhiên không chỉ có vậy. Tạ Vũ An, trong mắt các ngài phụ nữ rốt cuộc là gì? Một người gỗ không có tình cảm sao? Các ngài muốn đánh, Thất Hải Chấn Vũ cũng muốn đánh, vậy thì đánh đi, liên quan gì tới ai nhỉ? Nói vậy là sai rồi, để Triệu Ta Chân thành hòa thân. Lẽ nào Thất Hải Chấn Vũ cái con gái vẫn muốn đánh sao? Và bắt có một câu nói cổ xưa, cừu non yếu đuối chắc chắn sẽ bị bầy sói xé tan cổ họng. Mỗi người già bắc đều sẽ không quên. Bệ hạ, nữ nhân này ăn nói linh tinh. Lời cô ấy nói cũng chưa chắc đã linh tinh đâu. Hey. Vô ca ca, huynh đàn hay thật đó. Ta cũng muốn đàn giỏi như huynh. Nếu như công chúa thích, đàn này tặng cho người. Tặng ta? Xem như Vô tặng cho nhị công chúa món quà lúc chia tay. Cảm ơn khoảng thời gian qua dịp tử cô nương và nhị công chúa để chăm sóc ta. Ngày mai ta sẽ đến Thiên Khải. Có phải ta ngốc lắm không? Đàn 2 năm rồi vẫn đàn sai. Tiếng đàn này nghe cứ bi thương sao đó. Không đàn nữa. Nào, đừng buồn nữa. Ta nghĩ rồi, ta đi hòa thân cũng rất tốt. Vậy thì Liên tỷ tỷ mới có thể lấy người mình thích. Dù sao ta cũng không thể lấy người mình thích. Vậy lấy ai cũng như nhau thôi. Không phải thế. Người không được nghĩ như thế. Giật Vô Ưu bảo ta là trẻ con. Có lẽ ta đúng là trẻ con. Chỉ tiếc ta không có cơ hội để huynh ấy thấy ta trưởng thành. Có chuyện gì? Tướng quân xem. Phong Bí, anh nhỉ là Giật Vô Ưu. Quỳnh ấy đến, đưa chúng ta đi đó Diệp Tử. Quỳnh ấy thích ta, phải không Diệp Tử?
Bắn tên. Dư ca ca, Di Tử đi. Đưa A Nhị đi đi. Không, mau lên. Ngài làm vậy sẽ hại chết A Nhị. Hạc Thuyết chỉ có một mình, còn dẫn theo Thất Hải Thị, không thể bay xa, chắc chắn sẽ cánh được Nhược Cảm Phong. Chen, ngươi dẫn người đi đi. Rõ. Tạ Du An, ngài dám. Quay lại. Không, ta cầu xin ngài. Ta cầu xin ngài đừng làm tổn thương ai nhỉ. Nếu hôm nay Thất Hải Thị bị thương hoặc chết, chắc chắn là kết quả các người tự cho mình là thông minh. Nếu ngài dám làm hại ai nhỉ, ta sẽ không tha cho người đâu. Đưa đi. Rõ, thả ta ra. Tạ Vũ An. Tạ Vũ An, thả ta ra. Bị hạ một mình rời khỏi Thiên Khải, chắc chắn là đến hang ổ của Thất Hải Chấn Vũ. Tính cách Tiểu Úc chẳng thay đổi chút nào. Giới huynh thận trọng lời nói, các xưng hô trước đây không phân biệt tôn ti, tuyệt đối không thể dùng được nữa. Sao giải bác điềm báo quả thật không lành. Sợ rằng đây chính là trận ác chiến duy nhất từ khi đại triều lập đô đến nay. Bị hạ đã hạ chỉ cầu thân nữ tử giả bác, chẳng lẽ quả thân không thành? Bệ hạ đích thân đến Dạ Bắc cầu thân tất nhiên là thật, nhưng người Dạ Bắc bản tính hiếu chiến, bảy bộ còn nội chiến quanh năm, sao có thể vì gã công chúa mà yên phận ở một chỗ? Bệ hạ mặc dù không muốn đánh trận này, nhưng thời cuộc đã đổi vậy, sao có thể theo ý bệ hạ được? Truyền lệnh xuống dưới, bảo Lam Y quân bố phòng ở Thu Lam Hải, lúc cần thiết tập kích lương thảo của Thất Hải Bộ, giảm bớt áp lực của tiền quân. Dế huynh, giờ Lam Y quân đã quay về cánh chủ lực, nếu muốn điều động vẫn phải xin bệ hạ cho phép trước mới được. Người đâu? Giám chính đại nhân, truyền lệnh cho Lam Y quân. Rõ. Quân lệnh đến rồi, bảo chúng ta đến Thu Lam Hải bố phòng. Tướng quân, Thu Lam Hải là nơi khúc nha Thất Hải đóng quân. Bảo chúng ta đến bố phòng, chẳng lẽ là định đánh nhau? Ta cũng thấy kỳ lạ. Bệ hạ rõ ràng đã cho người đi hỏi cưới công chúa Dạ Bắc, sao có thể hạ lệnh thế này? Chẳng lẽ quân lệnh này có vấn đề? Quân lệnh đã đưa ra, chúng ta phải phục tùng. Truyền lệnh đi. Rõ. Tướng quân,
Tiểu Mạc, năm nay mười mấy tuổi rồi? Tháng sau là tròn 18. Tướng quân từng nói tròn 18 tuổi có thể ra chiến trường. Lam Mi quân ta thành lập được 10 năm, đánh hơn 140 trận lớn nhỏ. Đánh đầu thắng đó phải không? Phải. Quỳ xuống, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Đây là thính vật của đại triều ta, chỉ cần cô nhận lấy nó, sau này ai dám bắt nạt cô sẽ là kẻ địch của đại triều ta. Nhưng tướng quân đại triều ta đều hết mức trung thành, cô dựa vào đâu mà bảo ta khi quân phạm thượng? Ngài không phải là Tạ Vũ An, ngài là Úc Tu Minh. Ngài là đồ lừa đảo, ác ma giết người, đồ vô lại, không được chết tử tế. Sắp xếp quay đến doanh trướng xa một chút, đừng làm mồm để trẫm. Rõ. Úc Tu Minh, ngài quay lại đây. Ngài từng nói sẽ đảm bảo an nhiên bình an. Chu Nhan công chúa bị cướp đi, ta đã bảo Chư Anh đuổi theo. Đây không phải là chuyện nhỏ, bệ hạ vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Không vội, tìm lại là được rồi. Phải rồi. Hôm nay lúc trẫm quay về đã gặp một tên vũ nhân, người này cũng là hạt tuyết như ngươi, thực lực không thể xem thường, là tinh nhuệ trong vũ nhân. Ngươi biết hắn lại không? Thiên Hy không biết. Tất cả tìm kỹ cho ta. Rõ. Ngươi của bên kia đi, mấy người theo tao của bên này. Nhanh lên. Vô ca ca, họ đã đuổi tới đây rồi. Bên này không có. Qua phía trước đi. Đi. Mau đuổi theo. Bắn tên. Rõ. Đừng bắn nữa, cẩn thận Chu Nhan công chúa. Đại Dương, Thu Lam Hải truyền tin đến, phát hiện tung tích quân triều. Được. Đại Dương, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Truyền lệnh bảy bộ lập tức tập trung, thẳng tiến Thu Lam Hải. Rõ. Nhưng thần lo bảy bộ bây giờ liệu có một lòng chống địch hay không. Người nói với họ, vượt qua trận ác chiến này, Dạ Bắc sẽ không cần nơi đói rét này nữa. Ta hy sinh con gái mới đổi được thời cơ chiến đấu ngày hôm nay, tuyệt đối không cho phép có người chùng bước. Tuân lệnh. Đại nhân, tuyên tiến cấp báo, Lam Y quân phụng lệnh bố phòng ở Thu Lam Hải bị Thất Hải bộ tập kích, gần như là toàn quân bị tiêu diệt. Còn một chuyện nữa, Chu Nhan công chúa đã bị cướp đi, không rõ tung tích. Bị cướp đi sao? Vì bệ hạ sắp đánh Dạ Bắc rồi. Đại nhân nói đùa rồi, Lam Y quân bị tiêu diệt hết ở Dạ Bắc, làm gì có khả năng cầu hòa? Nếu như bệ hạ vẫn không muốn đánh thì sao? Tiếp tục nghe ngóng rõ ràng đi. Vâng.
Tuyệt đối không được để một người một ngựa nào của Dạ Bắc xâm phạm lãnh thổ đại triều ta. Thần tuân chỉ. Bệ hạ. Trên đường đến Thu Lam Hải bố phòng, Tạ Vũ An bị Thất Hải Bộ tập kích, toàn quân gần như bị tiêu diệt. Trận chiến Thu Lam Hải, Lam Y quân còn lại 31 người. Trẫm biết rồi. Thái tham tiền quân lập tức đến Thu Lam Hải bố phòng. Thần lĩnh chỉ. Còn ngay ra làm gì chứ? Binh hơn nhau chỗ thần tốc, đừng lê mê nữa, để lỡ thời cơ chiến đấu đó. Rõ. Bệ hạ, thần vô dụng, không thể đưa Chu Nha công chúa về. Không thể đưa công chúa về, vậy gương thần Phương Qua thì sao? Bệ hạ, gương thần Phương Qua biến mất cùng với công chúa. Xin bệ hạ trị tội. So với trị tội ngươi, trẫm càng hy vọng ngươi lại tìm được gương thần Phương Qua. Đây là việc trẫm giao cho ngươi làm. Nếu ngươi không làm tốt, trẫm sẽ không thể không trị tội ngươi. Thần tuân chỉ. Thất Hải Nhị đã mất, người còn lại trẫm mang về đâu? Ở liệt phía sau. Cô nương đó bị sốt cao, quân y đã dốc sức chữa trị, đến giờ vẫn chưa đỡ. Đại phu, mau cứu tướng quân và ta đi. Lại đây, ngồi xuống. Sao Tào tướng quân lại bị thương nặng vậy? Sứ giả cầu thân của đại triều, thống lĩnh Lam Y quân, đảng khấu tướng quân Tạ Vũ An, bái kiến Thất Hải đại dương. Không được thuốc trị. Tướng quân, đợi một lát, ta lập tức đi lấy. Mà đi lấy đi. Hài cốt của các huynh đệ có thu lượm không? Dù vậy đã thu lượm hơn 2.000 bộ hài cốt, có những thi thể phân tán khắp nơi, không thể phân biệt được. Ngô phó tướng thì sao? Ta hỏi rồi, không thể tìm được hài cốt. Lam Y quân ta đã suy tàn tới mức không thể tìm được hài cốt của các huynh đệ.天地。
出命运，随我雕刻出缘分，随我雕刻出谁人身份。人间繁盛烟火，从你指尖降落，为心中的山河盘旋四海为歌。平分之于你我，是长明的星。